còn trên thị trường hàng hóa, trước phiên giao dịch ngày hôm qua mùng 10 tháng 5 diễn biến giá phân hóa khiến cho sắc xanh đỏ đan xen trên bảng giá hàng hóa nguyên liệu thế giới. Tuy nhiên thì lực bán chiếm ưu thế đã kéo chỉ số MXV Index tiếp tục đà suy yếu với mức giảm là 0,85% xuống 2.212 điểm. Dòng tiền đầu tư có sự gia tăng nhẹ, giá trị giao dịch toàn sở đạt trên 3.600 tỷ đồng biên tập viên Hữu Trí sẽ có những phân tích chi tiết hơn đến quý vị. Xin mời anh. Vâng chị Thu Hương. Thị trường kim loại thì thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư khi mà toàn bộ những cái mặt hàng được niêm yết trên sở LME đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ. Giá niken thì dẫn dắt xu hướng với mức giảm là hơn 4% và theo sau đó thì nhôm cũng đánh mức hơn 2,2% giá trị. Ở chiều ngược lại thì mặt hàng quặng sắt niêm yết trên sở Singapore là một trong hai mặt hàng kim loại hiếm hoi mà duy trì được đạt Tăng. Đóng cửa thì giá quặng sắt đã tăng nhẹ lên hơn là 103 đô la Mỹ một tấn nhờ kỳ vọng nhu cầu phục hồi tại quốc gia tiêu thụ hàng đầu đó chính là Trung Quốc. Thống kê từ hải quan của Trung Quốc thì cho thấy rằng là nước này đã nhập khẩu trên 90 triệu tấn quặng sắt trong tháng 4 và nếu mà tính chung trong cả 4 tháng đầu năm thì Trung Quốc đã nhập khẩu tới 385 triệu tấn quặng sắt. Thêm vào đó thì xuất khẩu thép của Trung Quốc trong tháng 4 cũng đã tăng vọt tới hơn 59% so với cùng kỳ của năm ngoái. Triển vọng của ngành thép Trung Quốc có dấu hiệu khởi sắc hơn thì đã thúc đẩy sức mua trên thị trường quặng sắt do đây là nguyên liệu đầu vào quan trọng trong ngành sản xuất của thép. Tuy nhiên thì đà phục hồi của giá sắt thép vẫn đang diễn biến khá là thận trọng. Giá quan sát thế giới hiện vẫn duy trì quanh mốc là 100 đô la Mỹ một tấn, thấp hơn gần 30 đô la Mỹ một tấn so với hồi giữa tháng 3 của năm nay. Ở thị trường nội địa thì giá thép đã có lần giảm thứ tư liên tiếp sau chuỗi tăng 6 lần trước đó. Và theo MXV thì đà giảm của giá thép trong nước có thể sẽ còn nối dài do giá nguyên vật liệu đầu vào hạ nhiệt, trong khi là nhu cầu tiêu thụ trong ngành xây dựng, bất động sản thì vẫn chưa cho thấy một dấu hiệu bứt phá rõ nét và đó là một số tin tức trên thị trường hàng hóa